PGY 193 cũng sẽ nằm lại với những đồng đội của mình và tiếp tục là quét sạch đến từ đội tuyển Việt Nam. Và lượng khán giả đến sân ngày hôm nay cũng cực kỳ đông, và hy vọng rằng ở quê nhà thì chúng ta không thua kém so với các bạn ở mạng online. Hy vọng là như vậy. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với trận thi đấu đầu tiên trong kèo showmatch ngày hôm nay, và đó là đội tuyển Việt Nam ở bên phía đội xanh. Chúng ta đang bắt đầu khởi động và anh Mã đã di chuyển. Chúng ta có cướp rừng như ngày hôm qua hay không? Ngày hôm qua thì ở trong trận thi đấu đầu tiên chúng ta có cướp rừng với bộ khung bao gồm có Phoenix và Van Hên và Timmy. Ở thời điểm đầu chúng ta đã cướp rừng và thành công, nhưng ngày hôm nay thì liệu chúng ta có cướp rừng hay không? Ngày hôm qua thì mặc dù thành công nhưng chúng ta bỏ lại một mạng, đó là mạng của đề khỉ, nhưng ngày hôm nay thì chúng ta không cướp rừng nữa, và có lẽ đó là một lựa chọn an toàn hợp lý bởi đội bạn cũng có những con bài rất trâu và rất khỏe trong giai đoạn đầu. Những cú khạc hơi sở động hại cùng với lại cả cú đẩy của Thên hoàn toàn có thể gây khó chịu cho chúng ta đang cảnh giới, và chưa có giao tranh xảy ra ở thời điểm hiện tại. Mới chỉ là 30 mấy giây thôi và chúng ta sẽ khởi động ở con bùa xanh. Đội bạn cũng vậy, đội bạn cũng khởi động ở con bùa xanh. Đây là hai AT với trang phục hình như là trăng khuyết thì phải, trang phục rất đẹp. Ở bên trên là Florentino, đúng là của Hybrid. Anh ta sẽ đánh con bài Florentino ở trong trận thiếu này. Nontakan là người chơi đường giữa, Chicken đường rừng. Mặc dù mang tên Chicken nhưng anh ta mới là người đi rừng ở trong đội tuyển của Thái Lan. Trong khi đó thì Chicken cũng đã hoàn thành xong vòng rừng. Anh ta đã có tốc độ 4. Con bọ đã tung cánh nhưng không tìm được điểm để đáp cánh và phải chấp nhận là lùi về phần rừng của mình. Trong khi đó thì Mờ Sương quyết tâm khởi động con rồng đầu tiên của trận thi đấu này. Chúng ta đang có 3 thành viên ở đó, chưa có Hạ Mi. Hạ Mi đã đến, Mờ Sương đã có rồng. Và chúng ta bắt lại anh chàng 1993. Đây là một Thên rất trâu và chúng ta cần phải cẩn thận. Thên vẫn chưa dùng ủi thì phải. Và đây là khỉ, khỉ tiện quyết tâm lao vào, đã dùng choáng thành công. Mờ Sương lao vào, Mờ Sương bị đẩy ra, rất đau đến từ Thên. Thên đang đẩy rất tốt trong tình huống vừa rồi. Mờ Sương lướt không thành công và chúng ta mất đi 3 mạng hạ gục. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Hình như đã có chuyển sinh. Tôi đang nhìn thấy có vẻ như Timmy hồi sinh rất nhanh ngay sau đó. Và có vẻ như Timmy đã dùng chuyển sinh trong tình huống vừa rồi. Một tình huống triple kill cho 2 AT. Rõ ràng là rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta chỉ có một mạng hạ gục và phải bỏ lại 4 mạng đến thời điểm hiện tại, bao gồm có một mạng đứng trên và 3 mạng ở khu vực đường rừng. À, khu vực đường rồng thì đúng hơn. Đây là thành viên mà tôi vẫn nói là không biết tên. Bây giờ thì tôi sẽ tìm tên của anh chàng này. Anh chàng đang đánh 2 AT, đã có mạng triple kill ở trong giai đoạn đầu. Đó là một anh chàng mang tên là Jairo. Và một cái tên tiếng Thái kèm theo, tôi cũng không biết rằng đó là tên gì, nhưng tôi sẽ tạm gọi anh ta theo cái tên tiếng Anh của anh ta, đó là Jairo. Ok, ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển Việt Nam vẫn đang có một thế trận tốt về mặt lượng tiền. Chúng ta đang kiểm soát tiền rất tốt, di chuyển, lấy di chuyển để làm bàn đạp để tấn công, chứ không sử dụng cho mình những mạng hạ gục ở trong những tình huống vừa qua. Tiếp tục là một mạng hạ gục lẻ đến từ đội tuyển Việt Nam, và đó là Mờ Sương. Chúng ta đã bắt được Preta ở trong chính phần rừng của đội bạn trong nỗ lực cướp bùa xanh, nhưng bùa xanh chưa ra, chúng ta nhấm nháp tạm cái mạng. Bây giờ thì bùa xanh đã ra nhưng có vẻ như đã có cảnh giới đến từ Florentino. Phoenix bây giờ vẫn muốn quyết định là đẩy tiếp khu vực đường giữa dưới sự bảo kê của Timmy. Mờ Sương đang muốn lấy trụ, nhưng đây là pha cân đôi đến từ Hybrid. Anh ta đang cân đôi với Florentino. Tung hoa hai lần rồi, tung hoa lần thứ ba vẫn chính xác. Tốc biến lên, 1, 2 và lùi về. Anh ta không còn đường lùi nữa rồi, chạy đi đâu con sâu. Đây là Hạ Mi nói không được. Và Hạ Mi đã thành công. Ok, Hạ Mi đã có được mạng hạ gục trong tình huống vừa rồi. Và chúng ta đã outplay được đội bạn, thành công. Đây là pha câu người ở khu vực đứng giữa đến từ Timmy. Và ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển Việt Nam vẫn đang có thế trận yêu. Chúng ta đang dần dần gỡ được mạng hạ gục. Và kèm với đó thì chúng ta đang có lượng tiền nhỉnh hơn rất nhiều so với đội bạn. Đây là một lượng tiền đủ ổn để đội tuyển Việt Nam có thể hy vọng một chiến thắng. Mờ Sương vẫn đang làm rất tốt ở khu vực đường rừng để có thể lấy lại được lợi thế cho team. Bởi những pha lấy trụ, lấy mục tiêu lẻ của Mờ Sương. Đây là pha lao lên của PGY và anh ta sai rồi. Anh ta sai rồi, thanh niên sinh năm 1993 đã sai. Và anh ta bị hạ gục trong tình huống vừa rồi. Điểm hạ gục dành cho đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta có 4 điểm hạ gục tính đến hiện tại. Mã lao vào và chưa thể có được cho mình mạng hạ gục. Đội bạn đã giải quyết xong tân lính. Chúng ta muốn ép vào. Chúng ta có 4 thành viên không, thậm chí chúng ta có 5 thành viên ở khu vực này. Chúng ta lao vào, Hạ Mi là người ném choáng. Chúng ta bắt ngược lại Chicken. Chicken lui về thành công. Những cái trụ thì sao, chúng ta sẽ lấy cái trụ này không. Chicken đã bị hạ gục. Đó là pha hạ gục đến từ thầy giáo X, pha bọc rất sâu đến từ cả trụ 2 của thầy giáo X sau khi được nhường con bùa xanh. Chúng ta đang ăn tà thần xe ra rất sớm.
Đây là thời điểm phút thứ 8 của trận thi đấu này và chúng ta đang có tà thần xảy ra. Đội bạn có trụ đầu tiên, nhưng đó là điều không quan trọng bởi chúng ta đang có tà thần xảy ra. Tình huống biến về hơi mạo hiểm đến từ anh chàng Hybrid. Hybrid thì đúng hơn, xin lỗi các bạn. Và anh đã biến về thành công. Trong khi đó thì chúng ta tiếp tục lấy trụ thành công. Hạ Mi là người lấy trụ. Cô gái của chúng ta vẫn đang thi đấu tốt ở trong ngày thi đấu hôm nay. Điểm KDA là 1-1-4. Hình như là đã cứu hỏa đúng không nhỉ? Ok, bỏ qua tình tiết đó thì ở thời điểm hiện tại đội tuyển Việt Nam vẫn đang tràn lên. Chúng ta tiếp tục lấy đi cái trụ cuối cùng ở khu vực đứng trong của đối phương. Một pha ép trụ rất nhiều thành viên và chúng ta đang lấy trụ rất nhanh. Con rồng đang khạc vào cái trụ và chúng ta lấy được gần hết cái trụ. Trong khi đó ở trên khu vực đứng trên, mã đã play được cú ném hoa đến từ Hybrid và tốc biến không. Tốc biến là vào hồ báo và chúng ta có mạng hạ gục ở trên khu vực trên. Đã có tốc biến đến từ Yena và chúng ta có được mạng hạ gục. Trong khi đó thế trận của chúng ta vẫn đang là rất ưu, ép sân đến từ mọi mặt trận. Hạ Mi không bị động vào. Ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển Việt Nam vẫn đang rất xanh xao. Không xanh thôi, không xanh xao. Đầu tiên thì chúng ta xanh xao nhưng ở thời điểm hiện tại đã hồng hào. Rất xin lỗi quý vị và các bạn, dùng từ ngữ không được chuẩn cho lắm. Đây là PZY 1993. Này thì 1993 và chúng ta đã có được cho mình một lượng máu rất lớn của anh chàng này. Và ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang đẩy đều ba đường. Thầy giáo X với con bài Ignite hoàn toàn có thể cân 3, cân 4 mà không phải lùi về. Nếu như được nhường bùa xanh bởi mờ xương nữa thì càng thuận lợi hơn. Nhưng mờ xương đã có bùa xanh. Và bây giờ là khoảng thời điểm chúng ta có lẽ sẽ đóng băng trận đấu. X sẽ đóng vai trò đó là kiểm soát cao để cho chúng ta không bị đối phương động vào khi mờ xương ăn những mục tiêu lớn. Đây là pha băng vào và khỉ đã cấu đi được cho mình cái liềm đoạt mệnh, chính xác đó là phù hiệu tử thần, sau đó là cái mạng của Hayat tiếp tục là phải nằm lại. Hayat đã chuyển sinh và chúng ta đang phải lui về. Hạ Mi cũng đã phải lui về. Chúng ta mất đi một mạng hạ gục nhưng sau đó đã có chuyển sinh đến từ đội tuyển Việt Nam và chúng ta không mất gì cả. Chúng ta cũng mất đi chỉ một chuyển sinh, đội bạn cũng đã mất đi một chuyển sinh. Trong khi đó mờ xương đẩy lẻ cũng được trên, mờ xương đẩy rất nhanh, mờ xương bị bắt lại, mờ xương bảo không được, mờ xương bảo dừng lại. Nhưng đội bạn không hiểu tiếng Việt thì sao, đội bạn vẫn lao lên và đội bạn bị hạ gục rất nhiều. Mờ xương cũng đã bị hạ gục. Có lẽ đội bạn không hiểu tiếng Việt và đội bạn tưởng việc mờ xương nói là không được dừng lại và đội bạn lao lên rất cao và đội bạn bây giờ đi bụi rồi anh em ơi. Ở thời điểm hiện tại thì đội bạn đã mất hai thành viên và ba thành viên thì đúng hơn, và đây là thành viên thứ tư không thể về được. PZY 1993 cũng sẽ nằm lại với những đồng đội của mình và tiếp tục là quét sạch đến từ đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 11:30 và đội tuyển Việt Nam quét sạch đối phương. Mã đã có mặt nhà chính của đối phương và chúng ta sẽ có trận thắng đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay. Một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã rất biết cách để lấy lại được lợi thế sau khi mất đi đến 5 mạng hạ gục ở trong những thời điểm đầu tiên. Nhưng chúng ta chỉ mất thêm 2 mạng hạ gục ở trong những phút tiếp theo và lấy được 13 mạng hạ gục đến từ đối phương và chúng ta chiến thắng ở trong trận đấu đầu tiên. Một trận đấu rất hay của đội tuyển Việt Nam và chúng ta đã có được 1-0 trong kèo thi đấu SOMET ngày hôm nay. Một trận đấu hay để cho chúng ta không bị đối phương động vào khi mờ xương ăn những mục tiêu lớn. Đây là pha băng vào và khỉ đã cấu đi được cho mình cái liềm đoạt mệnh, chính xác đó là phù hiệu tử thần, sau đó là cái mạng của Hayate tiếp tục là phải nằm lại. Hayate đã chuyển sinh và chúng ta đang phải lui về. Hạ Mi cũng đã phải lui về. Chúng ta mất đi một mạng hạ gục nhưng sau đó đã có chuyển sinh đến từ đội tuyển Việt Nam và chúng ta không mất gì cả. Chúng ta cũng mất đi chỉ một chuyển sinh, đội bạn cũng đã mất đi một chuyển sinh. Trong khi đó mờ xương đẩy lẻ cũng được trên, mờ xương đẩy rất nhanh, mờ xương bị bắt lại, mờ xương bảo không được, mờ xương bảo dừng lại. Nhưng đội bạn không hiểu tiếng Việt thì sao, đội bạn vẫn lao lên và đội bạn bị hạ gục rất nhiều, mờ xương cũng đã bị hạ gục. Có lẽ đội bạn không hiểu tiếng Việt và đội bạn tưởng việc mờ xương nói là không được dừng lại và đội bạn lao lên rất cao và đội bạn bây giờ đi bụi rồi anh em ơi. Ở thời điểm hiện tại thì đội bạn đã mất hai thành viên và ba thành viên thì đúng hơn, và đây là thành viên thứ tư không thể về được. PZY 1993 cũng sẽ nằm lại với những đồng đội của mình và tiếp tục là quét sạch đến từ đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 11:30 và đội tuyển Việt Nam quét sạch đối phương. Mã đã có mặt nhà chính của đối phương và chúng ta sẽ có trận thắng đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay. Một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã rất biết cách để lấy lại được lợi thế sau khi mất đi đến 5 mạng hạ gục ở trong những thời điểm đầu tiên. Nhưng chúng ta chỉ mất thêm 2 mạng hạ gục ở trong những phút tiếp theo và lấy được 13 mạng hạ gục đến từ đối phương và chúng ta chiến thắng ở trong trận đấu đầu tiên. Một trận đấu rất hay của đội tuyển Việt Nam và chúng ta đã có được 1-0 trong kèo thi đấu SOMET ngày hôm nay. Một trận đấu hay.